người ta. Xin chào mọi người, chúng mình là nhóm Lime. Và hôm nay thì nhóm Lam rất là vui được có mặt tại sự kiện của Momo ngày hôm nay. Ca khúc đầu tiên mà nhóm Lam muốn gửi đến tất cả mọi người, một ca khúc rất là dễ thương, ca khúc mang tên là Baby Boo. Xin mời mọi người cùng lắng nghe. Có thể cho nhóm Lam một tràng vỗ tay lớn hơn nữa được không ạ? Anh Phương Phương nghe bà con ơi!